bàn giao một đơn hàng cho các anh chị đang công tác và làm việc ở bên nước ngoài sẽ như thế nào? Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các anh chị và các bác đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đồ Cổ Tuấn Thành. Và đây cũng là cái video trên rất nhiều các video trên kênh của kênh YouTube của Đồ Cổ Tuấn Thành rồi. Và ngày hôm nay thì Tuấn Thành chuẩn bị bàn giao thêm một chiếc đồng hồ cây cho một vị khách hàng hiện tại đang công tác ở bên Đài Loan. Vâng, và cái đơn hàng này thì được vị khách hàng có trao đổi và đã đặt hàng chúng tôi ngay trong ngày hôm qua. Thì hiện tại hôm nay đang là ngày 20 tháng 6, thì vào buổi chiều tối hôm qua ngày 19 tháng 6 thì một vị khách hàng, anh Toàn có đang công tác ở bên Đài Loan và đã xem các cái video ở trên kênh YouTube của Tuấn Thành chắc là cũng khá là nhiều rồi. Và anh đã quyết định là đặt một cái sản phẩm bên Tuấn Thành. Và đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi đã làm hoàn thiện sẵn rồi quá nhá, chứ không phải là anh đặt xong rồi mới hoàn thiện. Thì đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi làm hàng đặt theo cái tiêu chuẩn của các cái sản phẩm hàng đặt. Đây là một chiếc đồng hồ cây 2m30, mặt rộng có kích thước là cao 2m30, được làm từ chất liệu gỗ hương đá. Mặt rộng chân đế sản phẩm này là 95 và chiều sâu là 41. Đây là một sản phẩm hàng liền toàn bộ, và đây cũng là cái sản phẩm mà bản cao cấp nhất trong cái phân khúc tứ trụ vát 2m3 với chất liệu gỗ hương đá ở bên đơn vị Đồ Gỗ Tuấn Thành chúng tôi ạ. Thì anh Toàn đã theo dõi qua rất nhiều các video của Tuấn Thành rồi, nên là cái việc mà anh lựa chọn Tuấn Thành trên rất nhiều những cái đơn vị khác ngoài kia thì là đây cũng là cái tiêu chí lựa chọn của anh thôi. Tuấn không có cái sự so sánh hay là đánh giá với bất kỳ một bên đơn vị cơ sở nào khác, vì là các bác là người mua hàng mà, các bác có quyền nhận xét, so sánh và lựa chọn những đơn vị mà các bác cảm thấy phù hợp. Và cũng như là cái giá thành mà anh cũng không hề lăn tăn một chút nào khi mà anh đã theo dõi các video của Tuấn Thành rồi, và anh biết luôn được cái giá của nó và anh không hề mặc cả một đồng nào luôn các bạn. Và cái sản phẩm này thì hiện tại đang có giá là 18 triệu đồng cho một sản phẩm hàng liền. Và cái sản phẩm hàng liền này thì nó sẽ bao gồm là liền mặt cánh này, liền vòm 3 lượt và đục này, cái trương liền này, đấy, cái cánh dưới này thì ở phần ghép giữa này chúng tôi cũng làm liền này. Đó, các cái phần ván mặt này, ván đáy hậu chúng tôi đều làm liền, và cái độ dày nó dày dặn hơn rất là nhiều. Thông thường như ví dụ như là cái bên sườn hồi này, hàng phổ thông bình thường thì là chúng tôi làm dày 1/7 1,7 cm, thì với sản phẩm này chúng tôi đang làm dày là 2 2,2 cm. Đấy, cạo nạo các thứ đi thì nó còn khoảng độ cỡ 2 phân đủ đó. Nó dày dặn hơn, và cái ván hậu chúng tôi đang làm là 1/1 để đảm bảo cho cái việc là vừa sử dụng được cho máy điện tử, nếu như sau này các bác muốn chuyển đổi lên máy cơ thì nó vẫn có thể sử dụng được các bác nhá. Với sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi đang lắp cho nó một bộ máy điện tử Sunny. Thì đây là một sản phẩm lắp máy điện tử các bác nhá, nên là cái mức giá của nó mới có 18 triệu vậy thôi. Còn nếu như mà đây là một sản phẩm mà sử dụng máy cơ, ví dụ như là hiện tại chúng tôi đang lắp hai bản máy cơ là bản 1323 và bản 1623 máy phẩy ấy, thì nếu như sản phẩm này mà lắp máy 1323 thì nó sẽ có giá là 38 triệu. Còn nếu như bác lắp máy 1623 thì nó sẽ có mức giá là chênh lên 5 triệu, là nó rơi vào khoảng độ 43 triệu các bác nhá. Đó, nếu các bác nào có thiện chí lắp máy cơ thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi cung cấp thêm các cái thông tin, cũng như là cho bác xem trực tiếp các cái dòng máy chúng tôi đang cung cấp như thế nào, máy nó hoạt động ra làm sao, chế độ hành ra làm sao các bác nhá. Còn đây là một bộ máy điện tử Sunny, thì nó sẽ bao gồm là một hộp pin này. Đấy, một hộp pin, một trục máy này, thanh lắc này, loa phát âm này, đó. Và đây các bác có thể thấy trên các thanh lắc này nó chạy điện tử nhưng mà nó cũng có các bánh răng đây. Đây em quay cam lại gần hơn một chút các bác nhìn thấy này. Đấy, điện tử nhá, nhưng mà nó cũng chạy hoạt động bằng các bánh răng. Cơ chế hoạt động của nó cũng là các cái bánh răng nó quay, xoay chuyển và làm cho các kim này nó xoay chuyển theo. Đó. Với cơ chế hoạt động của máy điện tử này thì nó rất là đơn giản. Và đây là chúng tôi đang sử dụng một bộ máy 3 kim. Đây ạ, máy 3 kim thì nó sẽ bao gồm kim giờ, kim phút và kim giây. Đó. Đây, chế độ điều chỉnh của nó đây ạ. Đó. Thì khi với máy điện tử ấy thì nó sẽ vẫn đánh nhạc và đánh chuông bình thường các bác nhá. Khi kim phút nó đã ở điểm đỉnh 12 là 60 phút ấy, thì nó sẽ đánh một bản nhạc Westminster và sau đó nó sẽ gióng lên hồi chuông tương ứng với cái số giờ hiện tại mà kim giờ chỉ ở trên mặt số đây. Còn nếu mà kim giờ nó chỉ trên mặt số mà sai so với cái số chuông nó đánh thì các bác có thể chỉnh lại ở phần hộp pin này, rất là đơn giản thôi các bác nhá. Ở phần giữa hộp pin nó có một cái nút bấm tròn, thì các bác cứ bấm vào đó một tiếng, nghĩa là cái nút tròn đấy các bác bấm một cái là nó sẽ cộng thêm một tiếng chuông.
Ví dụ như trên mặt đồng hồ đang chỉ là 12 giờ mà chuông nó đánh có khoảng độ 8 tiếng thôi, nghĩa là nó đang thiếu mất 4 tiếng chuông đúng không ạ? Thì bác có thể mở cái cánh ra, mở cánh hồi phía bên này ra này. Đó, đây, em quay lại đây. Mở cánh hồi phía bên phải ra, thường chúng tôi sẽ lắp đây, quay sang bên này. Đây, quay đây. Đó. Ở đây là cái hộp pin đúng không ạ? Vâng, đây là cái hộp pin đúng không ạ? Thì trong hộp pin này nó sẽ có đây, nó sẽ soi đèn vào cho bác thấy đây. Cái phần cái núm ở giữa đây này. Đó, cái núm ở giữa này đó chính là cái núm chỉnh chuông. Bác bấm vào đây một cái nó sẽ cộng thêm một tiếng chuông. Ví dụ như Tuấn vừa đang bảo ấy là mặt đồng hồ đang chỉ là 12 giờ đúng không ạ? Nhưng mà nó chỉ đánh chuông có 8 tiếng thôi. Thì bác bấm vào đấy thêm 4 tiếng 4 lần nữa giúp Tuấn nhá. Thì là 8 nó cộng 4 thì sẽ thành 12, thì nó sẽ đổ đủ chuông cho các bác. Đó, nó rất là đơn giản với cái máy điện tử này thôi các bác. Vâng. Và với một chiếc đồng hồ cây 2m3 hàng liền, gỗ dày dặn, được lựa chọn màu rất là kỹ càng đây. Em quay ra xa một chút, đưa cam ra xa một chút để các bác có thể thấy tổng thể luôn cái sản phẩm này. Đó, các bác nhìn có thể thấy là từ trên xuống dưới đều là hàng liền toàn bộ, kể cả các cái hộp trụ này. Thì như trên thị trường người ta làm là 4 miếng ván ghép vào thành cái hộp đúng không ạ? Thì trụ trên trụ dưới để mà đặt cái con tiện này chúng tôi đều làm đặc hết. Nên là cái sản phẩm này nó sẽ nặng hơn rất nhiều so với một sản phẩm hàng phổ thông bình thường. Ngay kể cả so với những sản phẩm hàng phổ thông mà Tuấn Thành làm, nó cũng nặng hơn và nó sẽ tiêu hao nguyên liệu nhiều hơn. Và cái công làm, cái tiêu chí lựa chọn của người thợ cũng sẽ cao cấp hơn. Nghĩa là những người thợ có tay nghề tốt và có kinh nghiệm lâu năm hơn mới làm những sản phẩm hàng hàng lựa chọn, hàng bản đặc biệt như thế này. Vâng ạ. Và ở đây. Và sản phẩm đang được lắp một bộ máy điện tử Sunny và sử dụng một bộ mặt diện đồng sâm. Thì với bộ mặt diện đồng sâm này chúng tôi hiện tại đang có hai màu, đó chính là màu vàng kim và một cái màu rêu giả cổ. Hai màu này nó sẽ đáp ứng được hai cái tiêu chí cho các bác, là một là màu vàng này thì nó sẽ đáp ứng cái tiêu chí là nổi bật hơn. Còn với cái màu đồng sâm rêu giả cổ ấy thì nó sẽ đáp ứng cái tiêu chí cho các bác là thích cái sự cổ kính một chút. Thì là cái màu đồng sâm đó nó sẽ mang lại cho các bác cái sự cổ kính hơn và nhã nhặn hơn. Đó. Còn với cái màu của cái dòng gỗ này thì hiện tại nó đang là màu đỏ cam các bác nhé, màu đỏ cam. Và đây là cái màu được chúng tôi lựa chọn gỗ rất là kỹ càng. Từ vân gỗ, màu gỗ đến các cái phôi gỗ không hề có một chút sâu dập ruột nào hết và đặc biệt là không có một chút rác nào các bác nhé. Với cái bản đặc biệt này thì chúng tôi sẽ lựa chọn gỗ rất là kỹ càng. Với các cái nét đục này, các cái họa tiết đục, kể cả các cái mẫu đục nhỏ này thôi chúng tôi cũng phải lựa chọn thợ vẽ rất là kỹ càng nhá. Các bác có thể nhìn thấy này, các cái mẫu đục này của chúng tôi so với những cái mẫu đục ở những đơn vị khác các bác thấy đi. Đó, các bác hãy so sánh, gọi là các bác nhìn vào để cảm nhận xem là nó sẽ có cái sự khác biệt giữa những cái mẫu mã đục chạm này và cái mẫu mã hàng ngang và cái dáng thế của cái sản phẩm. Thì những cái yếu tố đó nó sẽ quyết định về cái tính thẩm mỹ sản phẩm các bác. Một sản phẩm đồng hồ cây, các cái sản phẩm đồng hồ hay là bất kỳ một cái sản phẩm nào đi nữa, đây là một cái sản phẩm mang tính chất là trang trí đúng không ạ? Thì nó phải đòi hỏi là cái tính thẩm mỹ và cái tính nghệ thuật cao. Nên là có thể là cùng một cái đồng hồ nhưng tại sao nó sẽ có rất nhiều các cái mức giá dao động khác nhau giữa các đơn vị khác? Thì thứ nhất là nó bởi vì cái yếu tố là nguyên liệu này, thứ hai là cái tay nghề của người thợ, và cái thứ ba là cái phần công điện hoàn thiện sản phẩm. Đó, sản phẩm có làm đẹp đến mấy như ở các video Tuấn đã nói rồi, sản phẩm có làm đẹp đến mấy đi nữa mà cái khâu hoàn thiện nó kém thì cái sản phẩm đấy nó chỉ đạt được giá trị đến khoảng độ 80% thôi, bởi vì hoàn thiện nó kém thì nhìn nó rất là nham nhở và nó không được sắc nét, các cái bề mặt phẳng này nó không được nhãn nhụ trơn tru, nhìn nó rất là mất thẩm mỹ, mất mỹ quan và nó làm cho cái cảm giác sử dụng của chúng ta nó không được happy cho lắm, không được gọi là hào hứng, không gọi là vui mừng khi mình nhận được cái sản phẩm mà mình kỳ vọng rất là cao đúng không ạ? Đó. Vâng, và về cái độ tỉ mỉ về tay nghề, các bác có thể thấy là các cái đường nét chúng tôi làm lựa chọn thợ rất là kỹ càng đây, các cái mép đường. Mép này ghép rất là bén này. Thì nó sẽ liền ở cái phần góc trái có phải này đây nhá các bác nhá. Liền hết không ghép một tí nào luôn. Đó. Và ở cái góc mò này thì chắc chắn là phải ghép rồi đúng không ạ? Nó không thể nào mà làm liền được cái chỗ này rồi. Thì cái mép này chúng tôi ghép thì những người thợ có tay nghề cao người ta sẽ làm được những cái mép ghép này nó bén và nó chuẩn. Hoặc là các cái chỉ phào này đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đưa cam lại gần hơn một chút này. Các cái đường chỉ phào này, chỗ thẳng thì nó đơn giản hơn đúng không ạ? Còn chẳng hạn như những cái đường cong này này, đó. Những cái đường cong này nó sẽ thể hiện lên là cái tay nghề của người thợ nó đến ở cái tầm cỡ như thế nào hay là ở cái trình độ như thế nào ấy.
thì là nó sẽ thể hiện qua những cái vết ghép này, hay là những cái đường chỉ soi đặt lên nhau này, nó có đều hay không, tỷ lệ chia nó như thế nào, và nó có bị chệch choạc hay là cái kích thước của nó có đúng thông số hay không đó, căn chia nó có chuẩn hay không đó, nó phải đạt được mức độ hài hòa tỷ lệ. Về bàn tay con người làm thì chắc chắn là nó sẽ không thể đạt được cái tỷ lệ chuẩn xác hoàn hảo 100% như khi mình làm trên máy CNC hay là mình đặt trên một cái khuôn mẫu nào đó. Nhưng với những người thợ có kinh nghiệm, người ta sẽ làm được tỷ lệ đến từ 95% đến 100% các bác. Đó. Đây, các bác nhìn này, chỉ đường chỉ rất là đều và các cái mép mòi nó từ trên xuống dưới nó đấu liền mạch luôn, thì nhìn nó sẽ tạo một cái cảm giác gọi là cân xứng và hài hòa. Đấy, từ trên xuống dưới luôn, nó cùng một cái mép. Còn với những người thợ mà kinh nghiệm non, trình độ người ta chưa được có kinh trình độ nó chưa được cao lắm, thì các cái mép này có thể người ta ghép nó sẽ bị lệch và các cái đường chỉ nó sẽ bị chỗ thì to chỗ thì nhỏ, thì nhìn nó sẽ mất cái sự cân đối và mất cái sự hài hòa, và cái làm cho mất đi cái độ thẩm mỹ, cái tính thẩm mỹ về nghệ thuật của cái sản phẩm. Vâng. Và với sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi đang có mức giá là 18 triệu đồng với một sản phẩm hàng bản đặc biệt. Còn với một cái sản phẩm cũng y hệt như thế này, nhưng nó là hàng gọi là gỗ nó giảm đi một chút, chẳng hạn như là các cái ván hay là các cái xương hồi này nó mỏng hơn một chút này, hay là các cái cánh này nó phải ghép này, các cái vòm giữa này nó phải ghép ở giữa, hay là nó chỉ là đường soi thôi, nó không có đục chạm như thế này, thì giá nó có thể giảm như khoảng độ 3 đến 4 triệu. Đấy, có những cái sản phẩm chúng tôi bán có 15 triệu thôi mà nhìn bề ngoài thì nó cũng y hệt như thế này, nhưng để mà tính xét về độ sâu xa kỹ càng và cái chất lượng gỗ thì nó sẽ không thể nào mà bằng những cái bản cao cấp này được, bởi vì đây là một cái bản dành cho các anh chị có những cái tiêu chuẩn cao hơn. Còn các bác có thích những cái sản phẩm mà nó vừa vừa tiền mà vẫn đem lại cái tính nghệ thuật và chất lượng đảm bảo, thì có những sản phẩm nó chỉ khoảng độ từ 15 triệu thôi các bác nhá. Đấy. Và đây chúng tôi sử dụng một bộ kính là kính bên trên là kính lồi cong, kính dưới là kính viền đồng, và tất cả các sản phẩm của Tuấn Thành đều sử dụng một combo bộ kính như thế này các bác nhá. Với một combo kính như thế này thì nó đã có giá là cao chênh 1 triệu so với những sản phẩm hàng kính phẳng thông thường rồi. Đó. Nên là nhiều bác cứ gọi cho Tuấn và hỏi giá xong các bác lại so sánh với những bên đơn vị khác là sao báo giá cao thế. Thì các bác phải hiểu được là các cái yếu tố để nó cấu thành lên một bước giá của một cái sản phẩm nó sẽ bao gồm như thế nào. Thì khi đó các bác hiểu rồi thì các bác sẽ thấy được là cái giá nó có phải cân đối hay là nó cao hơn hay không. Còn nếu mà để làm một mức giá mà nó thông thường thì sẽ có những cái sản phẩm khác nó phù hợp với tiêu chí đó của các bác hơn. Còn những cái sản phẩm mà nó cao cấp hơn thì chúng tôi muốn đem lại những cái sản phẩm nó giá trị cho các bác thôi, chứ cũng chẳng phải là những cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ có được cái gọi là cái lợi nhuận cao hơn so với những cái sản phẩm kia đâu các bạn. Chính ra những cái sản phẩm này làm số lượng nó ít hơn, và cái công đoạn mình nguyên liệu này và cái tiền công thợ này nó cao hơn, thì nó chỉ gọi là chênh lên cái tiền thợ và tiền nguyên liệu gỗ thôi, chứ chúng tôi cũng chẳng được cái gì đâu. Đấy là cái chia sẻ thật của Tuấn với các bác như vậy. Vâng, và nếu như khi xem xong cái video này các bác thấy là các cái tiêu chí của mình, các cái thông số và các cái tiêu chí của sản phẩm này nó phù hợp với cái sự lựa chọn của các bác, thì các bác hãy để lại thông tin hoặc là liên hệ với Tuấn Thành qua số điện thoại trên màn hình để Tuấn Thành có thể hỗ trợ tư vấn cho bác chi tiết và cụ thể hơn về các cái bước giá, các cái sản phẩm và cái chế độ vận chuyển bảo hành ở bên đơn vị đồ gỗ Tuấn Thành của tôi các bác nhé. Và bây giờ thì Tuấn sẽ đóng gói cái sản phẩm này và bàn giao tới cho gia đình nhà anh Toàn, hiện tại đang công tác ở Đài Loan, và gia đình anh hiện tại đang có địa chỉ là tại đây ạ, có địa chỉ là tại Đồng Mỹ, Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương. Và Hải Dương thì cũng là một tỉnh có những cái làng nghề, nhưng Tuấn rất là hân hạnh khi là được bán cho những bác ở làng nghề nhưng lại vẫn sử dụng các cái sản phẩm ở làng nghề Tuấn đang làm. Đấy là một cái điều Tuấn rất là trân trọng và rất là cảm thấy happy khi mà được phục vụ các bác, bởi vì giữa rất nhiều những đơn vị mà các bác đang làm mà có ở gần nhà, các bác lại không lựa chọn mà lại lựa chọn Tuấn Thành ở một đơn vị khác ngoài tỉnh, thì đây là một cái điều thực sự là rất là đáng quý, và Tuấn xin chân thành cảm ơn các bác rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn anh Toàn. Mặc dù ở Đài Loan xa xôi đang làm việc thì anh cũng đã chuyển khoản trước và chuyển khoản đủ luôn các bác nhá, chuyển khoản đủ luôn 18 triệu chứ không phải là cọc trước bao nhiêu cả. Đầu tiên thì Tuấn có bảo anh là cọc cho em khoảng độ 1-2 triệu thôi, nhưng mà anh bảo em gửi số tài khoản đi anh chuyển hết luôn.
đó, rất là happy đúng không ạ, và rất là cảm thấy cực kỳ là trân trọng và biết ơn những khách hàng đã tin tưởng và không ngần ngại cái việc là chuyển khoản đủ luôn, mặc dù sản phẩm chưa nhìn thấy và chưa chuyển đến nhà như thế nào luôn. Rất là cảm ơn anh Toàn ạ. Vâng, và đây là cái sản phẩm mà chúng em sẽ đang chuẩn bị gửi tới cho nhà anh. Và nếu như anh có xem được cái video này thì Tuấn sẽ chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, chúc anh công tác ở bên đó sẽ luôn hoàn thành tốt công việc của mình và đạt được những cái năng suất cao nhất để có thể có những cái kinh tế tốt hơn để lo cho gia đình của mình ở Việt Nam và sớm về chung vui và đoàn tụ với gia đình của mình ở nhà. Xin cảm ơn anh một lần nữa và chúc anh công tác thật tốt anh nhé. Và bây giờ thì Tuấn xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Nếu như các bác muốn sở hữu gia đình mình những sản phẩm đồng hồ cây chất lượng, giá trị và bền bỉ theo thời gian thì hãy liên hệ với Tuấn Thành các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tuấn Thành. Xin chào.